Sốc Lá Mẹ Chim xin kính chào toàn thể các bác. Và hôm nay em làm một cái video ngắn này để cùng các bác đi vào phân biệt rõ nét hai cái dòng âm ly 263 thường và 263B. Và trước khi vào làm giới thiệu về sản phẩm thì em cũng xin nhắc qua về cái thể lệ đặt hàng bên nhà em. Đối với hàng ở bên shop thì các bác 100% các bác được kiểm tra trước khi thanh toán tiền. Và các bác nhận hàng lưu ý là nhớ phải kiểm tra giúp em. Đấy. Các bác lưu ý một điều như vậy, và hàng đến tay các bác thì 100% tất cả hàng em với giá trị vài trăm nghìn đồng chúng ta cũng đã được bao ship rồi đấy ạ. Là giá chúng ta được miễn ship về vận chuyển đến tận nhà, và hàng các bác được bảo hành bảo tỏi rất chi là ok. Đấy là cái thể lệ đặt hàng bên nhà em. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái sản phẩm. Thì đầu tiên em cũng xin nói qua về cái sự khác biệt của hai cái dòng âm ly này. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi vào cái vỏ hộp. Đấy, đối với dòng âm ly 263 B và âm ly 263 thường. Đây, trong âm ly 263 B và 263 thường, thứ nhất về vỏ hộp chúng nó đã khác nhau rồi. Đấy, đối với dòng 263 B thì ở vẻ bề ngoài có cái hộp màu đỏ hình xe ô tô và một cô gái đeo cái tai phone như này. Đây là 263 B, còn 263 thường của nó đây. Đấy, có một hình cái âm ly và vỏ hộp của nó có màu trắng pha cam như này, có một nốt nhạc như này. Đấy là thứ nhất về sự khác biệt về vỏ hộp, rất dễ nhận biết phải không ạ? Quan trọng hơn nữa là cái thân loa, thân máy ở bên trong là một điều chúng ta phải nhận biết rõ nét để khi nhận hàng khỏi tránh sự nhầm lẫn. Đây, về tiếp theo đó là chiếc sờ mốt. Đó, chiếc sờ mốt đây anh em nhé. Sờ mốt của dòng 263B và sờ mốt của dòng 263 thường. Đây, đối với dòng hai dòng sờ mốt này, đây, ở bên tay trái của em, đây là dòng sờ mốt của 263B. Đấy, còn giờ mốt này là của dòng AV263 thường. Đấy, các bác nhìn thấy không? Về bàn phím này, về chức năng của nó thì giống hệt nhau. Có cái là về bàn phím và thì nó màu khác nhau. Dòng B này màu đen, còn dòng thường này màu trắng. Đấy anh em nhé. Anh em nhận biết qua cái những cái phụ kiện đi kèm là như vậy. Nó đơn giản thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào máy. Đây máy, đây là dòng AV263B. Đối với dòng này, bác nào mà chúng ta săn thủ chuyên nghiệp chơi lâu năm rồi, anh em nào đã sử dụng qua dòng này thì các bác rất thích dùng cái dòng này. Thứ nhất là vì sao? Cái dòng này về độ bền của nó rất là ok. Đấy, rất là ok. Và nó chạy được cả điện lưới lẫn điện bình là cái thứ hai. Và cái thứ ba của nó là công suất ra của nó cũng rất là đảm bảo ok. Đấy, đây là dòng 263B đời cũ. Anh em thấy không? Cầm rất là đầm tay nặng trịch luôn. Đấy, về các nút của nó này. Đấy, về các nút của nó đây. Đấy, nó trơn bóng như này luôn. Đây là dòng 263B. Đấy. Còn dòng 263 thường. Đấy. Các bác thấy không? 263 thường của nó đây. Đấy. Nó thì nó khác hơn một chút. Ở trên này nó lại có một con ốc nổi như này. Còn dòng này thì không có. Đấy là sự khác nhau nhỏ nhỏ nhá. Đấy. Cái này thì nó có cái tỏa âm ở trên này. Còn cái này thì nó lại không có. Đấy là sự khác nhau về vỏ hộp. Đấy. Về vỏ hộp của máy. Còn chúng ta sẽ đi vào các nút chức năng của nó thì sao? Các nút chức năng của nó này thì giống hệt nhau rồi, nó khác nhau có cái này phím của nó bằng cao su, còn cái này của nó bằng nhựa phủ ánh bạc. Đấy anh em thấy không? Đây là sự khác nhau nho nhỏ về vỏ hộp. Đấy, khác nhau nho nhỏ về vỏ hộp. Về thứ hai, đó là nhiều bác khi nhận hàng các bác bảo là em ơi, sao cái dòng âm ly anh nhận lần này cái anten đi đâu mất rồi, thì em xin giải thích luôn. Đối với dòng 263 thường có một cái anten ở đằng sau đít như thế này. Đó anh em thấy không? Còn đối với dòng AV263B thì nó lại không có anten mà thay thế bằng một cái dây này. Đấy, rất rõ là để chúng ta phân biệt phải không ạ? Đấy, vừa rồi em cũng cùng các bác đi chỉ ra mấy cái điểm khác nhau, nhận biết sự khác nhau của dòng AV263B và AV263 thường. Rồi, thì các bác nào mà xem video thấy hay, hãy bấm like giúp em và ấn đăng ký kênh giúp em nhé. Vừa rồi thì cũng đã đi về sản phẩm, chỉ ra những cái điểm để các bác khi mua hàng rồi. Vậy bác nào mà chúng ta có nhu cầu muốn mua hàng, muốn sử dụng sản phẩm thì khoa shop ủng hộ cho em gái. Và khi các bác mua hàng thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí 100% phí vận chuyển về tận nhà các bác. Và em sẽ tặng kèm các bác một cái áo thẻ như thế này. Một cái áo thẻ như này là hàng xịn sò luôn. Hàng vỉ như này nhưng không phải là hàng rời, hàng vỉ xịn sò như này. Thương hiệu Skin Tone. Đấy, hàng xịn sò như này mà trên thị trường người ta đang bán cái áo này là 12.000, có chỗ bán 15.000 đấy ạ. Hàng xịn nha anh em nhá. Nói luôn là nhấn mạnh là hàng xịn. Tặng kèm các bác một cái này, đi kèm với lại cái này. Đấy, để chúng ta nói chung là mua hàng thì anh em hỗ trợ nhau có hết sức có thể. Được tí nào thì hay tí đấy. Thì em có một chút tấm lòng đấy, tặng kèm cho các bác.
đấy, em đã tặng và tặng hàng hàng này đấy anh em nhé. Các bác lưu ý nhé, khi mua hàng chúng ta sẽ được tặng một cái áo thẻ kèm như này đấy. Các bác nào mà nhận được video thì ấn chia sẻ kênh giúp em nhé, và ấn đăng ký kênh. Bác nào mà muốn xem những cái sản phẩm khác, các bác vui lòng ấn đăng ký thì nó sẽ hiển thị lên những cái bài của em, những cái video của em Hà làm về các sản phẩm đấy. Chào các bác nhé, và hẹn các bác ở những video lần sau nhé. Và xin nói ngoài lề một chút, ngoài cái sản phẩm âm ly này ra thì bên em còn đầy đủ các dòng loa nén, loa phóng, loa điều khiển từ xa, lưới chài, phụ kiện săn bẫy đầy đủ anh em nhé. Chào toàn thể các bác. Cảm ơn các bác đã bớt phút chút thời gian ngồi cùng em từ đầu cho đến tới cuối video như thế này. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bác.